Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin gần đây đã phá vỡ rào cản tâm lý, tiến vào phạm vi giá 60.000 đô. Tuy nhiên, cột mốc này đã gây ra áp lực đáng kể với một số cá voi chốt lời và tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin đạt mức cao nhất trong một năm. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin đã tăng vọt lên 0,216, mức cao nhất từng thấy vào năm 2024. Chỉ số này cho biết mức đòn bẩy đang được sử dụng trong giao dịch Bitcoin. Việc tăng đòn bẩy thường cho thấy các nhà giao dịch đang chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Giả sử giá Bitcoin di chuyển theo hướng ngược lại với các vị thế đòn bẩy này. Trong trường hợp đó, nó có thể dẫn đến thanh lý quy mô lớn khi các vị thế đòn bẩy bị đóng. Điều này thường dẫn đến giá giảm nhanh chóng. Ngoài ra, tỷ lệ đòn bẩy tăng báo hiệu khả năng biến động giá. Khi đòn bẩy tăng lên trên thị trường, biến động giá dù tăng hay giảm đều được khuếch đại. Nếu Bitcoin tiếp tục tăng cùng với đòn bẩy ngày càng tăng, điều này có thể dẫn đến thị trường quá nóng. Bất kỳ đợt giảm giá nào cũng có thể gây ra tình trạng thanh lý đáng kể. Ngoài ra, việc giá giảm đột ngột có thể gây ra tình trạng thanh lý khiến giá Bitcoin giảm mạnh. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy các địa chỉ cá voi Bitcoin đã tận dụng đợt tăng giá gần đây để kiếm lời. Khi Bitcoin phá vỡ rào cản 60.000 đô la, lợi nhuận thực tế của những cá voi này tăng vọt. Các địa chỉ giao dịch cá voi được cho là đã thu được lợi nhuận vượt quá 50 triệu đô la, tận dụng sự tăng giá. Hoạt động của cá voi này nhấn mạnh áp lực của Bitcoin ở mức giá này khi các nhà đầu tư lớn chốt lời có khả năng dẫn đến biến động giá trong ngắn hạn. Tỷ lệ giá trị mạng lưới trên giao dịch NVT của Bitcoin, một số liệu quan trọng để đánh giá liệu tài sản có được định giá quá cao hay quá thấp, đã cho thấy sự suy giảm trong ngắn hạn. Trong khi NVT vĩ mô vẫn tăng, cho thấy khả năng định giá quá cao trên thị trường rộng lớn hơn, thì mức giảm gần đây cho thấy Bitcoin có cơ hội vượt qua ngưỡng kháng cự 61.725 đô la. Nếu Bitcoin lật ngược mức này thành mức hỗ trợ, nó có thể dẫn đến mức tăng giá tiếp theo, thúc đẩy tâm lý lạc quan trong số các nhà đầu tư. Sự sụt giảm NVT ngắn hạn cho thấy hoạt động mạng có thể phù hợp hơn với định giá của Bitcoin, chỉ ra mức tăng giá lành mạnh hơn. Với các điều kiện vĩ mô thuận lợi, việc phá vỡ thành công mức 61.725 đô la có thể đánh dấu sự khởi đầu của một xuồng tăng mới. Động lực vĩ mô của Bitcoin cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn, đặc biệt là với chỉ báo GIOM. Chỉ báo này cho thấy 1,04 triệu Bitcoin, trị giá hơn 62 tỷ đô la, đang trên bờ vực sinh lời nếu Bitcoin có thể vượt qua mức 61.725 đô la. Phần lớn nguồn cung này được mua trong khoảng từ 58.854 đô la đến 61.231 đô. Điều này giúp những người nắm giữ có được lợi nhuận đáng kể nếu Bitcoin vượt qua rào cản quan trọng này. Nếu Bitcoin có thể vượt qua mức 61.725 đô la, đà tăng giá có khả năng sẽ tăng tốc khi nhiều người nắm giữ Bitcoin hơn chuyển sang vùng lợi nhuận. Điều này có thể thúc đẩy thêm áp lực mua để giá Bitcoin lên cao hơn nữa và củng cố triển vọng tăng giá của nó. Tuy nhiên, thách thức nào mà việc vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng này vốn đã chứng minh là khó phá vỡ trong lịch sử. Thông tin tiếp theo, Ethereum tiếp tục gặp khó khăn trong vài ngày qua. Kể từ khi đạt mức cao nhất gần đây là 2.820 đô la, altcoin này đã không duy trì được đà tăng và giảm xuống mức thấp nhất là 2.150 đô la trước khi phục hồi lên mức giá hiện tại. ETH đã được ưa chuộng sau khi đạt 3.500 đô la vào tháng 7 trong bối cảnh cơ sốt ETF tăng cao. Kể từ đó, thị trường đã đi xuống gây ra nhiều khoản lỗ hơn. Mặc dù điều kiện thị trường vẫn không thuận lợi, các nhà phân tích vẫn tiếp tục thể hiện sự lạc quan. Theo đó, Crypto Wizard đã gợi ý một đợt tăng giá sắp tới khi Bitcoin đột phá. Theo phân tích này, nếu Bitcoin tăng, ETH sẽ tăng 48% lên 3.550 đô la. Dựa trên phép so sánh này, đợt tăng giá của Ethereum gắn liền với Bitcoin. Do đó, đợt điều chỉnh của Bitcoin dẫn đến sự suy giảm của altcoin, bao gồm ETH. Khi Bitcoin có điều kiện thị trường thuận lợi, Ethereum sẽ theo sau. Về các tín hiệu on-chain, dòng tiền của sàn giao dịch Ethereum vẫn chủ yếu là dương trong tháng qua. Dòng tiền của sàn giao dịch dương có nghĩa là ETH đang chảy vào các sàn giao dịch thay vì rút ra. Đây là tâm lý thị trường giảm giá khi các nhà đầu tư đang gửi tiền vào các sàn giao dịch để bán vì họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Dòng tiền dương cho thấy áp lực bán trong tương lai gần dẫn đến giá giảm. Ngoài ra, tỷ lệ cung cấp trao đổi đã tăng đột biến trong 5 ngày qua. Điều này cho thấy dòng tiền đổ vào các sàn giao dịch tăng thêm, cho thấy tâm lý thị trường giảm giá khi các nhà đầu tư đang chuẩn bị bán. Cuối cùng, quyền sở hữu Ethereum theo mức độ tập trung cho thấy các nhà giao dịch bán lẻ nắm giữ nhiều ETH hơn cả voi mà nhà đầu tư. Theo Into the Block, các nhà giao dịch bán lẻ nắm giữ 47,93%, trong khi cá voi nắm giữ 43,1%. Khi các nhà giao dịch bán lẻ nắm giữ nhiều hơn cá voi, thị trường sẽ có biến động cao. Các nhà giao dịch nhỏ là những người bán theo cảm xúc và sẽ bán dựa trên tin tức so với các nhà đầu tư tổ chức hoặc cá voi. Cá voi sẽ giữ vững ngay cả trong thời kỳ suy thoái và tích lũy với kỳ vọng lợi nhuận tiếp theo.
trong khi các nhà giao dịch bán lẻ sẽ bán để tránh thua lỗ nhiều hơn. Do đó, dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại, ETH đang trải qua tâm lý thị trường giảm giá. Nếu các điều kiện hiện tại vẫn giữ nguyên, ETH sẽ giảm xuống còn 2.224 đô la. Tuy nhiên, nếu nó vượt qua xu hướng này, nó sẽ tăng lên 2.527 đô la. Và thông tin cuối cùng, XRP đã ghi nhận mức tăng đáng kể 14% trong tuần qua, đưa tiền điện tử này tiến gần đến mức quan trọng là 0,6 đô la. Theo lịch sử, XRP đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trên mức này. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI cho thấy động lượng tăng giá mạnh đối với XRP. Hiện đang ở mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi, RSI cho thấy tiền điện tử này có đủ sức mạnh để tiếp tục tăng. RSI cao hơn thường báo hiệu áp lực mua tăng. Miễn là RSI vẫn ở mức cao, người mua sẽ thúc đẩy thị trường, có khả năng giúp XRP duy trì quỹ đạo tăng. Tuy nhiên, tăng trưởng bền vững trên mốc 0,6 đô la sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ liên tục và các điều kiện thị trường rộng hơn, đặc biệt là khi XRP tiếp cận mức kháng cự quan trọng này một lần nữa. Động lực vĩ mô của XRP cũng đang cho thấy dấu hiệu cải thiện, đặc biệt là khi tỷ lệ SAP chuyển sang dương. Tỷ lệ SAP là một chỉ báo đo lường lợi nhuận tiềm năng đã điều chỉnh theo rủi ro của một tài sản. Tỷ lệ SAP dương cho thấy phần thưởng khi mua XRP lớn hơn rủi ro, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tại thời điểm này. Tín hiệu tăng giá này có thể cung cấp nhiên liệu cần thiết để XRP tăng cao hơn. Với tỷ lệ SAP ở mức dương, điều kiện thị trường có vẻ thuận lợi cho việc mua vào. Điều này có thể thúc đẩy giá XRP tăng lên. Mức tăng giá 14% gần đây của XRP đã đưa đồng tiền điện tử này lên mức 0,58 đô la, chỉ thấp hơn một chút so với mức quan trọng 0,6 đô la. XRP cũng đã tiến gần đến đường thoái lui Fibonacci 50% chung với mức giá này. Việc vượt qua mức này có thể đóng vai trò là tín hiệu cho thấy XRP đang sẵn sàng cho những đợt tăng giá tiếp theo, có thể đạt 0,7 đô la trong tương lai gần. Theo lịch sử, XRP đã phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì đà tăng vượt quá 0,6 đô la. Nhưng các chỉ số hiện tại cho thấy lần này nó có thể có cơ hội tốt hơn. Nếu tiền điện tử có thể đảo ngược mức hỗ trợ 0,6 đô la, thì khả năng tăng giá lên 0,7 đô la là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu lịch sử lặp lại, XRP có thể vượt qua mức 0,6 đô la rồi lại điều chỉnh xuống. Việc không duy trì được trên mức này có thể dẫn đến sự điều chỉnh, với giá có khả năng giảm xuống còn 0,55 đô la. Với giá có khả năng giảm xuống còn 0,55 đô la. Một kịch bản như vậy sẽ làm mất hiệu lực tăng giá hiện tại. Trong một động thái đáng chú ý, một lượng lớn 20 triệu XRP đã được di chuyển trong vòng 24 giờ qua từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, Upbit. Theo WebAlert, 20 triệu XRP trị giá khoảng 11,7 triệu đô đã được chuyển từ Upbit sang một ví không xác định. Việc chuyển nhượng đáng kể này đã làm dấy lên suy đoán về động cơ và kế hoạch có thể có của cá voi đằng sau vụ mua lại này. Các khoản chuyển tiền lớn từ sàn giao dịch sang ví lạnh thường được coi là tín hiệu tăng giá, vì những lần rút tiền này có thể báo hiệu việc mua vào. Động thái này cũng thể nhằm mục đích bảo vệ tài sản trong ví lạnh. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.